Chào các bạn mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh. Để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Vốn em một lòng muốn chạy trốn. Kết quả không những không thể chạy thoát. Cô Chi Du thầm nghĩ chuyện trong tiểu thuyết vẫn không nên nói với anh. Bởi vì mọi thứ bây giờ đều đã thay đổi. Kịch bản mà mình biết cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Sau đó cô lại tiếp tục nói. Hơn nữa dần dần bị anh thu hút. Là anh khiến em phát hiện em có thể dành sự thật lòng đi yêu người khác lệ đình xuyên nghe xong cảm thấy vô cùng hạnh phúc mà ôm chặt cô anh đâu phải không thấy chứ người phụ nữ ngốc cô chi du tựa đầu vào ngực anh mỉm cười cho rằng thật ra hai người rất giống nhau có lẽ cũng vì vậy mới có thể trở thành sự cứu vớt của nhau lúc này lệ đình xuyên bỗng chợt nhớ đến cuộc trò chuyện giữa anh và cha cố ba vợ có chuyện con muốn xác nhận với ba ba nói từng nghe nói tin đồn về người xuyên không thật sự có chuyện này sao cha cố nhìn lệ đình xuyên ông nghiêm túc nói ừ hình như là ở trong buổi tụ hội rất lâu trước kia nghe nói gia tộc nào đó chuyên nghiên cứu chuyện này hơn nữa thật sự từng xuất hiện linh hồn từ thế giới khác giang dịch cấn và lệ đình xuyên nghe thấy điều này thì cả hai đều không khỏi hoang mang có lẽ bọn họ sẽ biết rốt cuộc là chuyện gì chỉ là thời gian quá lâu rồi ba đã không nhớ rõ nữa hơn nữa cho dù tìm được bọn họ cũng không biết chi chi còn có thể trở về không lệ đình xuyên giờ đây lập tức nói với ông chuyện này con sẽ đi điều tra hãy giao cho con sau khi được sự chấp thuận của ông lúc này anh lại thỏ thẻ nói với cố chi du chi du anh xác nhận một chút với em anh siết chặt lấy vai cô rồi hỏi bằng giọng điệu nghiêm túc em muốn quay về thế giới ban đầu không Cô chi du có chút sững sờ khi nghe anh hỏi nhưng sau đó cô lại nhanh mỉm cười trả lời em không phải đã nói rồi sao em đã không chạy thoát được nữa vậy nên không quay về được vừa nói cô vừa đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh nơi này quả thật đáng sợ hơn thế giới của em kẻ biến thái ở khắp nơi ngay cả giới giải trí cũng tối tăm không có ánh sáng nhưng nơi này có anh mà lời nói này của cô đã thật sự chạm đến trái tim lệ đình xuyên hai người chậm rãi ôm nhau cô chi du lại dịu dàng nói tiếp em hy vọng có thể dùng thân phận vợ của anh luôn ở bên anh vậy nên em mới nói em đã hết cách chạy thoát khỏi anh rồi hơn nữa bây giờ em còn có người nhà và bạn bè khi cô nói đến đây lệ đình xuyên liền nhanh chóng áp đảo cô bằng một nụ hôn cô chi du hé mắt ra nhìn khuôn mặt anh cảm giác kích thích xen lẫn kỳ lạ bao trùm lấy cơ thể cô lệ đình xuyên chậm rãi tách ra rồi anh lại dịu dàng nói với cô cho dù em muốn quay về anh cũng sẽ không thả em đi em mãi mãi đều thuộc về anh cô chi du ngại ngùng ngước nhìn anh rồi nhỏ giọng trả lời không đúng sau đó một lần nữa hai người lại tiếp tục nụ hôn đang giang dở khi nãy chúng ta mãi mãi thuộc về nhau cửa phòng nhanh chóng bị đá mạnh rồi mở toang ra lệ đình xuyên bồng cố chi du bước vào cô nhìn thấy lập tức hét lên ở tầng trên cùng của công ty vậy mà còn có loại phòng như này lệ đình xuyên nghe vậy bình thản trả lời cô em nghĩ trước kia anh không về nhà họ lệ qua đêm thì ở lại đâu cố chi du lúc này có chút bối rối cô đỏ mặt hỏi anh như vậy à nhưng anh đưa em tới đây làm gì chuyện công việc còn chưa xong lệ đình xuyên nhanh chóng thả cô lên giường sau đó mới chậm rãi trả lời công việc ư đi gặp quỷ hết rồi dứt lời anh liền giật mạnh những cúc áo Cố Chi Du nhìn thấy anh như vậy thì cũng thầm cho rằng lần này bản thân cô thật sự không thoát được rồi. Không chần chừ thêm nữa, Lệ Đình Xuyên lập tức nằm lên người cô, trong giây phút này, Cố Chi Du không kiềm được bèn phát ra âm thanh. Lệ Đình Xuyên nghe thấy lập tức nhắc nhở, "Không chế một chút âm thanh của em, nếu không anh thật sự không bình tĩnh nổi." Bị anh nhắc nhở như này, Cố Chi Du xấu hổ hét lên, "Anh." Sau đó cô lại tỏ ra bình thản nói, "Anh, dịu dàng một chút, em hơi sợ." Lệ Đình Xuyên lúc này liền bật cười trêu chọc cô, "Em vậy mà cũng có lúc sợ à, vậy anh phải từ từ xem." lát nữa em liệu có khóc không cô chi du giờ đây nằm dưới người anh cắn chặt môi thầm nghĩ cái tên bệnh kiều chết tiệt này trong lúc cô đang nhắm mắt lo sợ thì lệ đình xuyên đã nhanh chóng cởi bỏ đi quần áo trên người xong xuôi anh liền gọi cô vợ nhìn anh cô chi du không hiểu chuyện gì nên hé mắt ra nhìn lệ đình xuyên lập tức khom người xuống dịu dàng can dặn em phải luôn nhìn anh nhớ lấy cô chi du cứ như bị cuốn theo anh mà lập tức vâng lời lệ đình xuyên cũng vì thế mà vô cùng hài lòng thật nghe lời vợ ngay sau đó màn hỗn chiến trên giường cũng bắt đầu xảy ra mà mở màn chính là tiếng hét đầy chói tai của cố chi du ôi á khoảng tầm 3 tiếng sau giang dịch cần lúc này đang sốt ruột ngồi trong phòng gọi điện thoại anh đình xuyên cuối cùng cũng liên lạc được với anh rồi anh và chị dâu sao lại đột nhiên không thấy đâu nữa điện thoại cũng không gọi được bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi lệ đình xuyên ngồi trên giường nghe điện thoại anh bình thản trả lời đưa tới phòng ở tầng trên cùng đi nghe thấy điều này giang dịch cấn liền ngạc nhiên hét lớn á à, tầng trên cùng hai người chạy tới đó hẹn hò à lệ đình xuyên không trả lời vào vấn đề mà lập tức ra lệnh lôi thôi tóm lại cô ấy hơi mệt kiếm ít đồ bổ sung thể lực đưa tới cút điện thoại giang dịch cấn đầy hoang mang nhìn chằm chằm màn hình không phải chứ không phải chuyện mình nghĩ chứ bây giờ là thời gian làm việc hơn nữa còn ở công ty tạo oản oản lúc này thấy sắc mặt anh không ổn liền tiến đến hỏi cậu giang sao thế thiếu phu nhân ở cùng với đại thiếu ra gia sao giang dịch cấn vẫn chưa hoàng hồn nên ấp úng nói phải hơn nữa hình như họ đã là vợ chồng thật rồi anh lo sợ thầm nghĩ lệ đình xuyên là kiểu không nhịn được vậy à lệ đình xuyên giờ đây đứng lên tiến đến mở rèn cửa sau đó anh dịu dàng hỏi đói rồi nhỉ anh kêu giang dịch cấn đưa ít đồ ăn tới cô chi du nằm im trên giường mở miệng trách mắng anh khốn kiếp em đã nói còn phải làm việc rồi mà cô thầm trách anh vì không chịu buông một giây nào lệ đình xuyên nghe thấy liền quay sang nhìn cô đầy nham hiểm ông chủ cho phép em nghỉ còn có thể hộ tống em về nhà nghỉ ngơi cô chi du lập tức ngại ngùng lớn tiếng mắng anh hư đồ giả hoạt anh chắc không phải muốn về nhà tiếp tục chứ nhưng lệ đình xuyên lại không hề sợ còn thích thú nói với cô chú ý hay cô chi du lúc này gắng gượng ngồi dậy rồi lớn tiếng chửi nằm mơ đi đồ háo sắc lệ đình xuyên không đùa nữa anh tiến đến dịu dàng bảo nếu em đã không về vậy tiếp theo để tạo oản oản và liễu man đi theo em cố chi du nghe thấy nhanh chóng hỏi lại ơ vậy anh thì sao lệ đình xuyên chậm rãi ngồi xuống giường sau đó lên tiếng nói khoảng thời gian này anh cần ứng phó một chút chuyện của nhà họ lệ có thể sẽ không thoát ra được cố chi du biết được điều này liền lo lắng tiếp tục hỏi anh thật sự muốn khai chiến với những trưởng bối đó sao liệu có phải hơi gấp quá không thấy cô kích động như vậy lệ đình xuyên liền xoa đầu nhắc nhở bớt lo linh tinh trước khi lật bài triệt để chuyện này chỉ là đang thăm dò mà thôi. Anh cần phải làm cho rõ, rốt cuộc những ai là kẻ địch. Cô Chi Du lúc này chậm rãi đưa tay đến đặt lên tay anh can dặn, vậy anh nhất định phải cẩn thận, vì cô biết được rằng ở trong tiểu thuyết, người ở bên cạnh anh ai cũng đều là kẻ địch. Sau đó cô lập tức trùng người lên ôm chặt lấy anh, Lệ Đình Xuyên cũng thuận theo vòng tay ra sau ôm lấy eo cô, anh lạnh lùng lên tiếng. Bây giờ vẫn chưa tới lúc, đợi thêm đi, nhà họ Lệ sớm muộn gì cũng là của anh. Cô Chi Du giờ đây lại thầm nhớ lại, tuy ở trong tiểu thuyết anh ấy phát hiện điểm này nhưng cũng rơi vào khổ chiến cuối cùng mình không thể nhìn chuyện như thế xảy ra mình có thể làm gì cho anh ấy mà khi nghĩ đến đây trong đầu cô lập tức xuất hiện hình ảnh của tống tử ngang một lúc sau giang dịch cấn cuối cùng cũng đã đến lệ đình xuyên chặn cửa lại rồi lạnh lùng bảo đưa cho anh là được thấy anh không có ý định mời mình vào giang dịch cấn đành nhắc nhở anh đình xuyên đừng quên buổi chiều chúng ta còn phải gặp đám cáo giả lệ đình xuyên liếc nhìn anh bình thản hỏi để bọn họ đợi thêm thì như nào giang dịch cấn lập tức khó hiểu đáp trả anh đình xuyên trước kia anh không phải loại người chìm đắm nữ sắc như này mặc dù bị nói vậy nhưng lệ đình xuyên vẫn dừng dưng trả lời bây giờ anh là vậy rồi trong lúc này cố chi du đang ngồi trên giường vui vẻ nghĩ nếu mình đã quyết định muốn sống cả đời với đình xuyên vậy người cần bảo vệ không chỉ có người của nhà họ cố thật sự là mình hình như lại có thêm điểm yếu lệ đình xuyên vỗ vỗ lên vai giang dịch cấn rồi tươi cười bảo đợi em cũng có người thương thì sẽ biết giang dịch cấn bày tỏ sự quyết tâm hét lên với anh anh đình xuyên em khác anh tuyệt đối sẽ không bị phụ nữ mê hoặc những món ăn ngon nhanh chóng được dọn ra cố chi du và lệ đình xuyên giờ đây đã ngồi vào bàn đang gấp đồ ăn lệ đình xuyên dừng lại hỏi cô minh hữu ư cố chi du liền vui vẻ đáp ừ nói không chừng rất nhanh có thể lôi kéo được một người tới lúc đó em sẽ nói chi tiết với anh tuy là nhà họ cố không giúp được chuyện gì nhưng anh có thể liên thủ với các gia tộc lớn khác đưa đồ ăn đến miệng cô anh mỉm cười hỏi bàn giao dịch gì đối với cuộc chiến người thừa kế của nhà họ lệ muốn khiến bọn họ chọn phe vậy thì buộc phải nắm chắc đầy đủ những điều này đều xây dựng ở phương diện lợi ích ngoạm lấy miếng đồ ăn anh đưa đến cố chi du vừa nhai vừa nói em biết vậy nên trước đó anh mới bỏ lắm sức xây dựng sòng bạc muốn lôi kéo lưu tử long lệ đình xuyên lúc này nghiêm túc hỏi cô em còn nhớ anh ta cô chi du liền vui vẻ đáp lời đương nhiên ai có thể quên bốn tỷ chứ vậy hợp tác về sau của các anh như thế nào rồi lệ đình xuyên nhắm chặt mắt lại anh lạnh lùng trả lời nhờ phúc của em coi như thuận lợi hơn nữa lưu tử long còn thường xuyên nhắc tới chuyện muốn gặp em cô chi du nghe thấy điều này liền hớn hở reo lên à, thật à vậy em chẳng phải có cơ hội bịt tiếp à không cược thêm vài ván sao nhưng ngay sau đó câu nói kế của lệ đình xuyên đã dập tắt đi mong muốn của cô không cho gặp không cho cực tiền với đàn ông khác cực cái gì cũng không được hiểu không vừa nói anh vừa đến gần xoa nhẹ má khiến cô đầy ngại ngùng nhưng lập tức cố chi du cũng bạo dạn mà chọc gẹo lại anh trước kia sao không phát hiện anh là thùng giấm chua thế lệ đình xuyên mỉm cười nói rằng là rõ ràng là do cô không tự giác điều này đã khiến cố chi du cảm thấy bực tức em đều là vì giúp anh hú chi về sau em không tránh được sẽ hợp tác với nam minh tinh khác anh phải học cách chấp nhận lệ đình xuyên vẫn vui vẻ nói với cô hay là em đừng làm minh tinh nữa dù sao có anh nuôi em cố chi du lúc này liền chống tay ra lệnh nhưng anh nói ủng hộ em vào giới giải trí không được nuốt lời lệ đình xuyên hử lạnh rồi khó chịu hỏi em vào giới giải trí rốt cuộc là vì tiền hay là muốn được mọi người chú ý cố chi du nhẹ nhàng gắp đồ ăn rồi mỉm cười đáp em của trước kia có thể là hy vọng có thể nhiều người thích mình nhưng bây giờ em chỉ muốn khiến người em thích nhìn thấy em xuất sắc cỡ nào lệ đình xuyên nghe thấy điều này thì sững sờ nhìn cô lời thật lòng sao cố chi du lập tức thừa nhận với anh ừ huống chi ở trước máy quay chung đều là kỹ năng diễn xuất và ngụy tạo chỉ có ở trước mặt anh em mới là chi du thật sự nhưng dù cho cô có nói đến vậy lệ đình xuyên vẫn không chịu chấp nhận bỏ đi đừng gây họa nữa là được chi du cô chi du nghe thấy nhanh chóng tiến đến gần anh mẻ nheo sẽ không đâu nói ra thì vừa rồi ở trên giường anh không phải kêu em như vậy lệ đình xuyên ôm lấy eo cô anh thích thú hỏi vậy chúng ta quay lại giường nhé nhưng ngay lập tức đã bị cô mắng vào mặt nằm mơ đi chiều hôm đó khi trở về phòng làm việc lưu mẫn liền nói với cô thiếu phu nhân cô cuối cùng cũng tới rồi bên phía tổ chương trình đã sắp xếp xong rồi cô cần nhanh chóng kết nối cô chi du nở một nụ cười thật tươi rồi nói lời xin lỗi nhưng trong lòng cô lại đang thầm trách lệ đình xuyên vì cứ mãi không chịu đi lệ đình xuyên lúc này đứng ở phía sau liếc nhìn cô rồi căn dặn với tạ oản oản trong kỹ cô ấy có vấn đề lập tức báo cáo còn giang dịch cấn thì lại đang vô cùng gấp rút hét toáng lên anh đình xuyên nhanh lên đám cáo già đó bây giờ đã nổi điên rồi đưa thông tin qua cho cô chi du lưu mẫn lại tiếp tục nói chương trình này phát sóng trước sâu hẹn hò độ hot thuộc top cao nhất hiện nay văn hóa lệ đạt không lâu trước đó vừa lấy được mấy suất Cô Chi Du xem xong liền dịu dàng hỏi: Được, đúng rồi. Bên phía Đoàn Hạn Vũ sao rồi? Lưu Mẫn nghe thấy nhanh chóng trả lời cô: Ừm, thiếu phu nhân, bà ngoại của đứa trẻ đó đã xuất viện, mà cậu ta không định tiếp tục nhận trợ giúp của chúng ta. Cô Chi Du biết điều này thì có chút sững sờ hỏi tiếp: Vậy sao? Vậy bây giờ cậu ta đang ở đâu? Sau đó cô đã được Lưu Mẫn đưa ra phía bên ngoài, đứng từ xa, cô Chi Du vui vẻ cất tiếng gọi Đoàn Hạn Vũ: Còn nhận ra tôi không? Đoàn Hạn Vũ quay sang nhìn thấy cô thì lập tức mừng rỡ kêu lên: Hửm, á, chị Chi Du, sao? sao chị tới đây thế nghe nói chương trình trước đó xảy ra chuyện chị vẫn ổn chứ cô chi du nhìn anh cô vui vẻ trả lời cảm ơn sự quan tâm của cậu như lần này tôi tới là vì chuyện của cậu sau đó cô nhanh chóng hỏi cậu muốn gặp ba ruột của mình không điều này đã làm cho đoạn hạn vũ vô cùng ngạc nhiên rất nhanh cả hai cùng nhau tiến vào trong phòng để tiếp tục bàn chuyện cô chi du giờ đây ngồi trên ghế nghiêm túc nói thật ra thì lần đầu tiên gặp mặt thì tôi cảm thấy cậu rất giống với một chú mà trước kia tôi từng gặp nếu cậu không để bụng đoạn hạn vũ chậm rãi ngồi xuống anh ấy này đáp lời cô chị chi du cảm ơn ý tốt của chị nhưng chị biết tình hình của em cho dù thật sự tìm được người đó nhưng ông ấy chắc cũng sẽ không muốn gặp em cô chi du nghe xong lập tức trả lời anh cậu yên tâm tôi sẽ tôn trọng ý nguyện của hai bên sau đó cô lại hỏi nếu ông ấy bằng lòng nhận cậu cậu muốn gặp ông ấy không trước câu hỏi này của cô đoạn hạn vũ có vài phần ngập ngừng điều này đã khiến cho cô chi du không kiềm nổi cảm xúc liền đứng lên hét toáng đoạn hạn vũ có lẽ sự chờ đời của cậu là một chuyện ngoài ý muốn nhưng tuyệt đối không phải là một sai lầm cậu không tiếc đi cướp giật cũng muốn bảo vệ người nhà vậy chắc cũng tin máu mủ là tồn tại vững chắc cỡ nào những lời này của cô chi du đã làm lay động trái tim của đoạn hạn vũ anh dương đôi mắt nhìn cô rồi nhỏ giọng hỏi ừm thật sự có thể sao em thật sự sẽ được chấp nhận sao cô chi du lúc này tiến lại gần xoa nhẹ đầu an ủi anh ừ lần này cậu sẽ may mắn được sự động viên của cô đoạn hạn vũ lập tức yếu lòng mếu máo khóc em tin chị chị chi du cho dù chỉ gặp một lần em cũng muốn gặp ông ấy sau cuộc trò chuyện với đoạn hạn vũ cô chi du liền trở về xe lưu mẫn ngồi ở ghế trước vừa lái xe vừa báo tin cho cô thiếu phu nhân chúng tôi đã phái người ra nước ngoài nghĩ cách lấy được tóc của đoàn gia chủ chắc vẫn cần một chút thời gian cô chi du dựa đầu vào ghế cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài rồi hờ hững đáp ừ nhà họ đoàn và nhà họ lệ là đối thủ cạnh tranh quan hệ không thể dung hòa nhất định phải làm việc cẩn thận một khi chứng minh bọn họ có quan hệ huyết thống lập tức dùng danh nghĩa của nhà họ cố liên lạc với đoàn gia chủ chuyện này cần phải giữ bí mật không thể để người của nhà họ lệ biết nói đến đây ánh mắt cô cũng dần sắc bén hơn cô chi du thẩm mỹ nhà họ lệ sợ rằng rất nhanh sẽ nổi lên tranh đấu người thừa kế hy vọng kịp khiến nhà họ đoàn trở thành át chủ bài mới của đình xuyên. trong lúc này những gã đàn ông cũng đã rời khỏi phòng họp. một gã mập mạp trong nhóm giờ đây liền khó chịu lên tiếng. vậy văn hóa lệ đặt ngày sau giao cho các người. chúng tôi không can thiệp nữa. gã đàn ông dẫn đầu mặt mày nhăn nhó cũng lập tức tiếp lời. cố gắng làm đi, đừng làm chúng tôi thất vọng. giang dịch cấn ngồi bên trong nhìn ra liền nói với lệ đình xuyên. tuy chứng cứ bày ở đó, bọn họ ngoài mặt chỉ có thể chịu thiệt. như lần này sợ rằng thật sự chọc giận bọn họ rồi. lệ đình xuyên nghe thấy thì bình thản trả lời. Ừ. đám cáo già rất giả hoạt chỉ phái hai người có địa vị không cao tới giang dịch cấn lập tức nói tiếp anh đình xuyên tài nguyên và mối quan hệ của văn hóa lệ đạt đều ở trong tay bọn họ nếu bọn họ ở trong tối giờ trò lời của anh còn chưa nói hết lệ đình xuyên đã nhanh chen vào bọn họ là muốn khiến văn hóa lệ đạt sụp đổ ở trong tay anh giang dịch cấn lúc này tỏ ra lo lắng nhắc nhở nếu dùng thân phận của ngụy ngược lại dễ giải quyết nhưng sớm đã lộ thực lực chỉ sẽ dẫn tới nhiều rắc rối hơn cứ như vậy rất không hay ngược lại lệ đình xuyên vẫn ung dung mỉm cười hoảng gì chứ từ bỏ toàn bộ tài nguyên và mối quan hệ trước kia là được chúng ta cũng có át chủ bài mới vừa nói anh vừa xoay màn hình laptop về phía giang dịch cấn ơ ờ, đây là chị dâu ư bên trong màn hình giờ đây chính là hình ảnh cố chi du đang nhảy múa trước mặt những vị giám khảo nhìn cô nhảy múa điêu luyện như vậy lệ đình xuyên khẽ cười bảo lần này nói không chừng phải dựa vào cô ấy rồi đúng lúc này buổi biểu diễn cũng vừa kết thúc giám khảo lập tức vỗ tay tán thưởng cô thật không tồi động tác rất đẹp chúc mừng cô vượt qua vòng phỏng vấn sơ bộ cố chi du cúi đầu cảm ơn trong lòng giờ đây đang mừng thầm ban đầu là vì để diễn tốt được nhiều dạo nhân vật hơn nên mới vất vả học hát nhảy lần này vừa hay có thể dùng tới lưu mẫn và tạ oản oản lúc này cũng liền tiến vào chi du chúng ta đi nghỉ ngơi trước đã khi cả ba tiến ra ngoài lưu mẫn vừa đi vừa tiếp tục báo tin cho cô chi du tiếp theo cô có khoảng một tuần để chuẩn bị tôi đã liên lạc với ekip chuyên nghiệp cô chi du nghe xong mỉm cười trả lời ừ vậy thời gian khá đầy rồi bỗng nhiên lúc này đường như ca đang đi ngược hướng thì nhìn thấy cô ơ ừ, chi du vậy mà có thể gặp được cô ở đây cô cũng tới tham gia đường phấn sao thấy đường như ca tiến về phía mình cố chi du liền giật mình sau đó cô cố điều chỉnh cảm xúc trả lời thật trùng hợp giờ đây trong lòng cô lại nhớ đến chuyện trong tiểu thuyết đường như ca vốn nổi tiếng trong một chương trình nên mới có thể quen đình xuyên ở trong bữa tiệc của văn hóa lệ đạt lúc này vì trong đoàn nhắc nhở sắp bắt đầu luyện tập nên đường như ca cũng nhanh chóng tạm biệt rồi rời đi a à, vậy tôi qua đó trước về sau gặp lại trong chương trình đợi đường như ca rời đi lưu mẫn liền lên tiếng hỏi thiếu phu nhân cô biết cô ấy sao cô ấy là người của văn hóa lệ đạt tối nay sẽ trở thành nhóm thành viên khiêu chiến mới lên sân Cố Chi Du đưa mắt nhìn theo đường như ca lạnh lùng hỏi, tối nay ư, danh sách còn có thể biến động không? Sau đó cô nói bằng giọng đầy sự kiên quyết, tôi cũng muốn tham gia chương trình tối nay, bởi vì trong cô giờ đây đang thật sự muốn cạnh tranh cùng sân khấu với đường như ca. Cô nhớ rằng trong tiểu thuyết, sau khi đình xuyên tiếp quản văn hóa lệ đạt, liên tiến hành thanh lọc toàn diện đối với người của công ty, cô Chi Du lúc này nhìn vào điện thoại rồi cất giọng. Thời gian còn gần 4 tiếng, Lưu Mẫn và Tạ Oản Oản đi bên cạnh nghe thấy lập tức nhắc nhở cô, thiếu phu nhân, căn bản không kịp, phải đó. Vũ đạo, Bài hát và tạo hình đều chưa xác định, càng đừng nói tới luyện tập. Nhưng Cố Chi Du không thể quan tâm đến những lời này mà chỉ quay sang hỏi, chị chỉ cần nói cho tôi, có thể tham gia chương trình tối nay không? Lưu Mẫn nhìn cô rồi tỏ ra lo lắng trả lời, ơ, cái này sợ rằng cần sử dụng danh nghĩa của Ngụy. Cố Chi Du âm thầm ngẫm nghĩ, từ bỏ rất nhiều ngôi sao lớn móc nối với các lãnh đạo cấp cao của nhà họ lệ, chuyển sang bao nuôi nhóm người mới trong đó có Đường Như Ca. Nhìn thấy cô kiên quyết như vậy, Lưu Mẫn cũng chỉ biết gật đầu nghe theo. Được, tôi biết rồi. Cố Chi Du giờ đây nhanh chóng bước đi rồi trả lời vậy thì không thành vấn đề thời gian cấp bách lập tức đi làm cô nghĩ rằng sẽ không sử dụng quyền riêng phá hỏng cuộc đời của đường như ca nhưng công ty của chồng cô buộc phải do cô bảo vệ lúc này tạ oản oản đuổi theo nói với cô chi du nhưng ekip khác nhanh nhất cũng phải ngày mai mới có thể tới cô chi du vẫn vừa bước đi vừa bình thản đáp không sao chỉ là một điệu nhảy thôi chúng ta có thể giải quyết tạ oản oản có chút ngạc nhiên liền hỏi lại chúng ta ư nhưng cố chi du không quan tâm mà lập tức gọi điện cho cố chi dục alo tiểu dục em đang ở đâu lập tức tới chỗ ghi hình của đường phấn cấp cứu, cố chi dục ở bên kia dù hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn nhanh đồng ý. trong lúc này bên phía phòng của lệ đình xuyên giang dịch cấn đang đọc những thông tin trên giấy rồi ngạc nhiên hỏi anh đình xuyên thật sự là thay máu toàn bộ sao như này sắp tương đương với việc mở một công ty mới rồi lệ đình xuyên ngồi trên ghế anh mỉm cười nói vào trong điện thoại ừ làm theo những gì cô ấy nói không tới kịp ư ừ. nói với những ekip đó nếu không tới kịp sau này cũng không cần tới nữa đợi anh nói chuyện điện thoại xong giang dịch cấn liền đặt những tờ giấy khi nãy xuống bàn anh đình xuyên anh ký duyệt những văn kiện này công việc còn lại của ngày hôm nay nhất định phải hoàn thành trước giờ cơm tối buổi tối có lịch trình khác nhiều như này có thể kịp không bên phía ông cụ có chuyện gấp gì sao nghe anh hỏi lệ đình xuyên lập tức trả lời không là muốn đi tiếp ứng cho vợ lời anh thốt ra đã làm cho giang dịch cấn không khỏi hoang mang kêu lên hả à, một lúc sau cố chi dục cũng đã đến nơi anh nhanh tiến đến hỏi cố chi du em và chị cùng nhảy bài của nhóm nhạc nữ ư cố chi du vừa lướt ipad vừa trả lời anh ừ. hồi đó em làm thực tập sinh có nền tảng vũ đạo không tệ chọn một bài sở trường chị phối hợp với em nghe cô nói vậy cô chi dục ngạc nhiên hỏi chị chị muốn học một bài nhảy trong thời gian ngắn như này sao có thể được không dù vậy cô chi du vẫn tỏ ra điềm tĩnh nói với anh không biết có điều sẽ có cách chúng ta bắt đầu trước đi bên phía này tạo oản oản cũng đang vô cùng bận rộn vì điều hành mọi người lịch của chương trình đã định xong rồi sao mau gửi qua đây mau lên nhân viên phục trang và tạo hình buộc phải vào vị trí nhanh suy nghĩ tới hiệu quả hiện trường cần mấy người diễn tấu ừ cần ngay bây giờ ở đằng sau cô lúc bấy giờ không ai khác chính là hai chị em nhà Cố đang tập nhảy. Cố Chi Dục vừa nhảy vừa tươi cười nói: "Chị, chị thật sự học rất nhanh, em sẽ cố gắng phối hợp với chị." Cố Chi Du liền mỉm cười đáp lời anh: "Đương nhiên, lát nữa thay đổi chút động tác, tối nay chúng ta nhất định lấy được hạng nhất." Chiếc tách bị ném thẳng xuống sàn khiến trà bên trong bắn tung tóe cả ra. Hai gã đàn ông sợ hãi đưa tay che chắn mặt. "Á, à, anh Hai, thật sự xin lỗi, chứng cứ mà cậu ta lấy được quả thật bó tay." Người đàn ông vừa ném chiếc tách kia giờ đây lạnh lùng mắng: "Thật là vô dụng!" ngay cả một thằng danh con cũng không dạy dỗ được hai gã ngồi hai bên ông cũng liền lên tiếng anh hai bây giờ ông cụ hình như có ý giúp đình xuyên nắm quyền chúng ta không thể bị nắm thóp may mà phần lớn thực quyền của nhà họ lệ đều nằm trong tay chúng ta bây giờ cậu ta vẫn không gây ra được sóng gió gì người đàn ông được gọi là anh hai lúc này khó chịu nói ừ không dễ gì tiễn được anh cả sao có thể để một thằng danh con đè đầu chúng ta được những gã khác cũng lập tức đồng tình phải sắp tới sinh nhật của ông cụ buộc phải nhanh chóng khiến thằng danh này ngoan ngoãn một chút lúc này đột nhiên có tiếng cười vang lên Tống Tử Ngang với khuôn mặt vui vẻ chậm rãi bước vào, "Ha ha, các chú, nói cho cùng, Đình Xuyên đột nhiên lộ răng nanh vẫn khiến các vị sợ rồi, nhìn thấy anh." Người đàn ông lập tức bực tức hét lớn, "Cậu tới làm cái gì? Đúng rồi, có phải cậu đã tiết lộ chuyện ma túy không? Người phụ trách vận chuyển là người của cậu." Tống Tử Ngang tỏ ra thích thú đáp lời, "Sao có thể chứ? Các vị nhân lúc tôi không ở đó tự ý điều động quân họ tạ, nếu xảy ra chuyện chắc chắn sẽ để tôi làm dê thế tội. Tôi không ngu, vậy nên đặc biệt tới cảnh cáo các vị, còn có lần sau, đừng trách tôi trở mặt không nhận người, vừa nói anh vừa bóp chặt cổ một gã đàn ông hói đầu khiến ông ta đau đớn kêu rên những gã khác lúc này phẫn nộ hét lên tống tử ngang cậu muốn đứng ở bên phía đình xuyên ư đồ không biết tốt xấu mau dừng tay tống tử ngang nhanh chóng thả tay ra rồi cười hớn hở tôi quả thật rất ghét hắn nhưng tôi thích vợ của anh ta nghe anh nói điều này những gã đàn ông đều vô cùng ngạc nhiên liền đồng loạt hét lên cái gì tống tử ngang nhanh thay đổi sắc mặt anh lạnh lùng nói tiếp nếu không phải tưởng có thể có được cô ấy tôi sẽ mặc kệ các người điều động quân họ tả ư cứ làm hỏng Người đàn ông được gọi là anh hai lúc này đang đứng đối diện anh liền cất giọng chửi bới, "Tống Tử Ngang, cậu có phải bị điên rồi không?" Dù vậy, Tống Tử Ngang lại mỉm cười rồi bình thản nói với ông ta, "Phải, tôi muốn cô ấy sắp phát điên rồi, các người nói xem tôi nên làm gì?" Tập truyện đến đây kết thúc rồi, nếu thấy hay cho mình xin một like, một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé. Nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng.